Tổng thống Putin công bố con số thiệt hại khổng lồ liên quan đến chiến sự Nga-Ukraine. Tổng thống Nga đánh giá cao vai trò của các lực lượng trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine, đặc biệt là sự đóng góp của trực thăng vũ trang. Theo TASS, trong cuộc gặp với các phóng viên quân sự ngày 14 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giải thích chi tiết về những tổn thất mà lực lượng Ukraine phải gánh chịu sau cuộc tấn công kéo dài gần 2 tuần. Đồng thời, ông cũng bình luận về những tổn thất lớn gần đây của các đơn vị thiết giáp do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Ông Putin cho biết cuộc tấn công của Ukraine diễn ra theo hai hướng. Tuy nhiên, nhiều xe tăng và phương tiện chiến đấu đã bị máy bay phá hủy. Ông cũng nhấn mạnh máy bay trực thăng rất hiệu quả. Ông nói thêm, khi đề cập đến hệ thống tên lửa chống tăng, sách tay chủ lực của Nga là Kornet rằng một số xe bọc thép và xe tăng đã bị bộ binh tiêu diệt bằng vũ khí chống tăng Kornet và chúng tôi sẽ cần nhiều hơn nữa vũ khí này. Điều này chắc chắn sẽ được thực hiện. Kể từ lần triển khai đầu tiên trong cuộc xung đột, xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley của Mỹ và xe tăng Leopard của Đức phải chịu tổn thất nặng nề bởi các cuộc tấn công thất bại gần đây của lực lượng Ukraine nhằm vào các vị trí của Nga. Về mức độ thiệt hại của các lô vũ khí mới do NATO cung cấp cho Ukraine, ông Putin ước tính, tôi có thể nói rằng khoảng 25-30% thiết bị được cung cấp đã bị phá hủy. Ông nhấn mạnh thêm rằng các thiết bị do Liên Xô sản xuất vẫn đang được các lực lượng Ukraine sử dụng rộng rãi trên chiến trường. Trong số đó, đáng chú ý nhất là hàng trăm chiếc T-72 của Ukraine được chuyển từ các nước Đông Âu và từ Maroc tới. Nhận định của Tổng thống Nga được đưa ra một ngày sau khi ông gọi các cuộc tấn công của Ukraine là quy mô lớn và ước tính rằng Ukraine đã mất 160 xe tăng kể từ đầu tháng 6. Ông Putin cũng thừa nhận lực lượng Nga đã mất 54 chiếc, nhưng khẳng định nhiều chiếc xe tăng bị hỏng không nghiêm trọng và có thể sửa chữa được. Sau khi các nguồn cung cấp vũ khí có nguồn gốc Liên Xô từ phương Tây cạn kiệt, vào giữa cuối năm 2022, Anh trở thành quốc gia đầu tiên cam kết cung cấp cho Ukraine loại xe tăng do phương Tây chế tạo vào tháng 12 là xe tăng Challenger 2. Đức đã phải chịu áp lực đáng kể từ nhiều thành viên NATO và phải chấp nhận viện trợ xe tăng Leopard 1 và Leopard 2 cho Ukraine. Mỹ cũng đồng thời cam kết gửi xe tăng M1 Abrams. Tuy nhiên, trong năm nay vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào cho thấy M1 Abrams sẽ đến Ukraine. Trước đó, có nhiều nguồn tin đánh giá thấp khả năng chiến đấu của những chiếc xe tăng Leopard trên chiến trường Trung Đông và cho rằng chiếc xe này sẽ khó có thể hoạt động hiệu quả trên chiến trường Ukraine bởi nó phải đối đầu với một đội quân rất mạnh là Nga.